Hello, thì hôm nay top 1 Serica Việt Nam nhé. Sẽ hướng dẫn anh em cách có thể gọi là đi đường AD này, hướng dẫn anh em cách lên đồ này, cũng như là cách chơi nhé. Ok chưa anh em? Và cũng hướng dẫn luôn anh em cách di chuyển này, cách mang phù hiệu anh em ơi. Đây, thì anh em xem mình chơi và anh em ấy học hỏi ra kinh nghiệm, và từ đó anh em thì gọi là đi đường tốt hơn anh em nhé. Rồi ok chưa? Rồi thì đây, bây giờ anh em hãy xem thật kỹ video và hiểu được cách chơi cũng như là cách combo của con AD này anh em nhé, để anh em có thể gọi là đánh tốt hơn. Rồi ok, thì anh em xem video thì anh em nhớ ủng hộ mình anh em nhé, để mình có động lực mình làm nhiều những video hướng dẫn cho anh em được những cái video hay hơn và dẫn hơn anh em nhé. Đây pha này đánh nhá, mặc dù team mình bị mất nhiều máu hơn nhưng mà team mình có thằng Halen nhé. Đấy ok chưa anh em, mình đã được chiến công đầu anh em ơi. Rồi thì anh em hãy xem và ủng hộ mình anh em nhé. Tower is under attack. Nếm thử linh hồn phú sinh đi. Our middle lane tower is under attack. An enemy has been defeated. An enemy has been defeated. Siêu quá đi. Our middle lane tower is under attack. Line has disappeared. Send in the ballista. Đừng sợ, có ta đây. Nếm thử linh hồn chiến thắng đi. Your team has destroyed a tower.
destroyed a tower. Ultimate. An enemy has been defeated. Onslaught. Your team has destroyed a tower. An enemy has been defeated. Your team has destroyed a tower. Ultimate. Double kill. An ally has been defeated. Bloodbath! Ok anh em, vậy là mình đã giành chiến thắng rồi nha anh em, rất là anh em.